Loạt khoảnh khắc đáng yêu tan chảy của Quý Tử 6 tháng tuổi nhà nam diễn viên kính Vạn Hoa. Loạt khoảnh khắc đáng yêu với bộ đồ body của Quý Tử nhà nam diễn viên kính Vạn Hoa khiến fan thích thú. Loạt khoảnh khắc tan chảy biến thành chú bé đội mũ đáng yêu với bộ đồ body của Quý Tử nhà nam diễn viên kính Vạn Hoa. Sau 2 năm yêu đương và sống chung dù chưa đám cưới, Quý Rơm kính Vạn Hoa lên chức bố và đón con trai đầu lòng trong niềm hân hoan vào tháng 10, 2018. Được biết, con trai cưng của vợ chồng nam diễn viên vừa tròn 6 tháng tuổi và đang là mối quan tâm hàng đầu của Ngọc Trai thời điểm hiện tại. Mới đây nhất, vợ nam diễn viên vừa khoe loạt ảnh khoảnh khắc cực đáng yêu của con trai đầu lòng trong bộ ảnh đánh dấu kỷ niệm Quý Tử được 6 tháng tuổi đáng yêu thế này. Trộm vía, Búp sở hữu đôi mắt tròn xoe, gương mặt bụ bẫm và luôn tươi rói. Cậu bé được ba mẹ đặt tên thân mật là Búp. Mọi trạng thái, cử chỉ của cục vàng đều được bố mẹ chụp lại để lưu giữ kỷ niệm. Hình ảnh đáng yêu của bé Búp, con trai của nam diễn viên Ngọc Trai. Khi ngủ, Búp cũng cười khiến cư dân mạng thích thú bình luận, muốn ôm về nuôi con rể của mẹ. Bàn chân cũng bụ bẫm và đáng yêu, ai cũng muốn cắn. Chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng con trai nam diễn viên nhận được khá nhiều lời khen từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Những khoảnh khắc đáng yêu hàng ngày của bé Búp luôn được Ngọc Trai và vợ thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Dù còn nhỏ nhưng bé Búp được nhận xét là sở hữu nhiều nét giống bố. Những hình ảnh của bé luôn thu hút sự chú ý vì quá đáng yêu. Không còn là chàng trai độc thân, giờ đây nam diễn viên đã trở thành ông bố bỉm sữa. Điều này càng thấy rõ hơn khi cậu Quý Tử chào đời, anh có thể làm mọi thứ từ A đến Z trong chuyện chăm sóc bé. Ru ngủ, thay tã, giặt quần áo cho bú sữa. Dường như những công việc này anh đều làm giúp vợ. Hiện tại mọi người đang mong ngóng về lễ cưới của Ngọc Trai và vợ. Theo những gì Ngọc Trai chia sẻ thì anh muốn thực hiện lễ cưới ở một thời điểm thích hợp hơn để anh có thể tự tay lo liệu hết mọi thứ.